Lại dâng lên thôi. Vừa dịch Roman. Roman dành vào. Bảy hiệu đầu của Roman đã có. À của Greg đã có rồi. Bây giờ mình câu về. Quân yếu hơn. Hy vọng bài đẹp thôi. Mấy C? Không biết mấy C anh ơi. À, sao biết được mấy C được? Chưa biết mấy C các bác nhá. Tùy thôi, nhưng mà tầm này các bác hỏi mấy C thì em chịu, không trả lời được. Đã các bố đánh vào C thôi. Thêm bầy hiệu trên đây nữa này. Thank you.
Đây là con tê bắn vào dân game thủ Mạnh Hào đây. Bắn được vàng nhưng mà thực ra thì bắn được vàng một phần thôi. Sau đó mình phải chuyển sang quân. Vì bên kia người ta sẽ có sọc đơn. Sau đây là con giò rồi bạn. Hai nhà luôn. Liều bao nhiêu rồi. Liều bao nhiêu. Ta 30 rồi Greg. Dành cho người break. Khung nhà của Hào này. Tê văn ấy đưa của nó. Mười chín nhân 44. Đây rồi, dân đàn hoàng đây rồi, làm tạm từ dân đàn hoàng đã cho nó mát. Có sọc giấy bằng rất nhiều tê của game thủ Xuân Thứ đang công vào nhà game thủ Mạnh Hào đây. Dân đang chạy long quăng 12 e rồi. Ui giời, bốn mươi ba dành cho Greg. Tê kẹp với chém. Cái kia vẫn đang thua ở vị trí bên trong. Làm cái tê vào điệp ấy. Tê giáp 2 này. Làm cái tê giáp 4 không. Thế nó sọc phát đến Satan cùng tê của mình luôn. Có thêm cả chém nữa.
Giáp 4 mà cơ, thì tôi đấy không mất nhiều. Khi ăn được, mình chết nhưng mà ăn được nhiều quân của đội bạn chẳng hạn. Ba mươi tư rồi. Đây là sọc giấy của đội bạn đây. Vẫn khó. Tỷ số là 0-1 trong siêu.